Đây, chúng ta coi con ZT nè, sản xuất lá gấp ở Thái Lan là ZT 125, mắc in Thái Lan là 12,5 thôi con, 2400 dòng trên phút. Kubota ZT 125 rất đẹp bà con, mẫu rất thể thao luôn, nét kim luôn nha, nét kim luôn nè, nét kim đèn led luôn, hấp xăng rất là thể thao, là phong cách này. Khỏi sợ mưa vô nước, vô bình xăng bình nước này, cứ đẩy lại là ok, dở lên rất là thể thao, đẹp nha, đèn led luôn nha, đèn này chống nước mà con, đèn này đèn chống nước nè, có bị nước mưa dở trực tiếp cũng không ướt nè. ZT 125 rất đẹp rồi con, chấn đặt luôn rồi con, cũng chấn không lỗ rồi, chấn này lực lắm nè, đẹp. Kubota ZT đẹp rồi con, đẹp luôn, thể thao. Đồ, dầu này là mà không khỏi khỏi sợ, đặc biệt vấn đề dầu này mà con khỏi sợ bị mục bị sét luôn, tại nó dòng ngủ rất là sẽ ok luôn, khỏi sợ mục sẽ sét rất là tiện mà con, để cỡ nào cũng không bị mục mũ, nhưng mà nó bảo vệ lớp sắt ngoài rồi con khỏi sợ nó hư luôn, khỏi sợ bị oxy quá mũ luôn, để có nắp bảo vệ nè. Rất là chắc chắn, có đời chùm bô luôn con, có dây điện dành cho con sạc điện thoại luôn nè, một con le nè, một A nè, sạc điện thoại là công công đây là xài thôi, muốn chui câu đây xài thôi, một A luôn, con chạy máy là sạc pin được, khỏi công giờ về nhà sạc pin điện thoại rồi nè, pin laptop là sạc được luôn á, máy tính rồi luôn, sạc đèn pin được luôn, rất là tiện. Phẩm bảo hành mà con 2 năm nha, ZT 125 sản xuất lắp ráp tại Thái Lan, bảo hành 2 năm, đèn led luôn, rất sáng nha. Thể thao con, rất là thể thao, giống hình mấy này làm kính chắn gió đó nè, cái này là chắn chắn gió này rất đẹp. Làm rất là thể thao con. Quá đẹp. Mình thằng xịn là lúc nào có chữ K chân lóc rồi con. K đây. KK chân lóc đây. À, đúng cái chữ của Kubota đây, KK đây. Mẫu sơn này rất là sắc sảo, nước sơn rất là đẹp bà con. Nhớ bà con chăm cái 2.8 nha. 2.8 là vừa. Có không tắt đèn luôn nè, rất tiện. Đặc biệt cái đời này hết dầu là không, cái này là hết dầu không cần phải xả này con, hết dầu cứ chăm dầu vô là động nó qua dầu. Bảo việc đừng con đừng để hết dầu. Hết dầu ảnh hưởng tới heo bét lắm, ảnh hưởng tới hệ thống bơm phun nó lắm. Vì ảnh hưởng tới bét. Alo. Dạ. Máy gì vậy? À thì máy xăng mà từ 7.5 trở lại là cái ưu tôm 700. À từ 8.5 trở lên là ưu tôm 2. Dạ mua tôm là mua nước lớn nhỏ đó anh, hết biết máy mới mua được. Được chứ, mua gì mua à? Nhưng mà nên mua máy trước. À. Anh mua loại máy nào rồi, đang chuẩn bị xài máy nào? Xài máy nào? À. Tiền để trong ngàn cho một cái đuôi đó. Chắc không? Cái nóc 1.5 triệu. Đúng rồi, nóc rồi sao chống sét, cái nào cũng bền hết trơn á, nhưng cái là chống sét cái nước mặn luôn, còn anh xài nước ngọt thì xài sắt được rồi, nước ngọt thì xài sắt được rồi, cái xài sắt được rồi, sắt 700 được rồi. Sắt được rồi em, à lên 5 xài sắt được rồi, 700 ngàn.
trung bình là 5.6 chấm vẫn có chưa á, nhưng mà xài chung là 7.5 cho lại là xài chung nhạc lát.